You can do. Các chị ơi, lên chấm bài cho em đây các chị ơi. Em đang xả bộ cốt tông Quảng Châu nhá. Cốt tông giấy Quảng Châu nhá. Cốt tông giấy Quảng Châu cho bé. Video cái gì mà HD của Trâm Anh này. Video HD của Trâm Anh cái gì? Chắc bọn kia nó comment là tầm này muộn rồi, các chị cũng đi ngủ bớt rồi. Xem là các chị nào còn thức lại gì. Các chị ơi, em đang xả bộ cốt tông giấy Quảng Châu nhá. Em đang xả bộ cốt tông giấy Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu nhá, hàng Quảng Châu xịn ạ, hàng Quảng Châu xịn nhá. Đóng túi zip như này không phải là hàng xưởng Việt Nam may lại đâu nhá. Form to nhá, form to nhá. Em đang xả là 35k một bộ các chị nhá. Em đang xả là 35k một bộ đấy ạ. 35k một bộ. Có những màu như này nhá. Có 9 màu ạ, có 9 màu thôi, hiện có 9 màu thôi. Một màu mít kia hết mất rồi. Đây còn màu hồng này, màu hồng đây nhá. Hàng em có xả không em? Xả gì ạ anh? Em đang xả hàng đây ạ. À? Đây hàng này đang xả đây anh ơi, 35k đây ạ. Đây nhá. Em lên mẫu cho các chị xem nhá. Đây là màu hồng này, màu hồng thỏ cho bé gái nhá. Đây. Màu gấu này, các chị quay gần cho các chị xem cái màu đẹp như nào này. Hình nhá, màu gấu nhá. Hàng cốt tông Quảng Châu nhá, cốt tông Quảng Châu chuẩn đấy ạ, không phải là hàng Việt Nam may lại đâu. Chất nó vẫn dày lắm, không bị mỏng như cái cốt tông giấy kia đâu nhá. Mẫu gấu này. 35k một bộ ạ, 35k một bộ đồng giá nhá. Mẫu vịt này, mẫu vịt này, vịt vàng nhá, vịt vàng này cả trai cả gái mặc được các chị ơi. Cả trai cả gái mặc được nhá. Hàng Quảng Châu đi ạ. Đây là form to nhất nhá. À quên không nói sai chị, sai từ 8 đến 16 cân này, 8 đến 16 cân nhá. Form của Quảng Châu nó may rộng rãi lắm. Đây này, size to nhất đây này. Mà co giãn như này nhá. Co giãn nhá, vịt vàng nhá các chị nhá, vịt vàng này cho cả bé trai lẫn bé gái nhá. Đây có Mickey này. Đây là Mickey nhá. Mickey đây ạ, quay gần cho các chị xem cả chất cốt tông giấy của nó luôn này. Đấy, các chị có biết nhìn kỹ không? Chất đó không bị mỏng tèo quá như cái chất kia đâu nhá các chị nhá. Nó không mỏng quá đâu ạ, không phải mỏng giấy tang nhiều dễ rách đâu. Hàng Quảng Châu xịn nét đây này, tăng mát đây ạ. Đây là đánh size theo form Quảng Châu nhá, hàng Quảng Châu nhá. Đây là form to nhất 16 cân này. Có size cho đủ size cho bé từ 8 đến 16 cân nhá. Đây. Cáo đây là kiểu khu vườn động vật đây này. Đủ các thể loại luôn. Đây, cái này bé trai bé gái mặc được hết nhá, bé trai bé gái mặc được hết. Bộ tranh này, bộ tranh này. Bộ tranh các chị nhá, bộ tranh nhá. Đủ size 8 đến 16 cân ạ, 8 đến 16 cho cân các chị nhá. À, chị Thảo Nguyễn Nguyễn 25 cân, bộ cốt tông giấy này không vừa chị ơi. Bộ cốt tông giấy này form nó chỉ làm size cho các bé đến tầm 16 cân thôi chị ơi. Đấy rồi. Lại tè rồi. Khổ quá. Đây này, bộ cá các chị nhá, bộ cá nhá, bộ nào cũng xinh. Chị gái, gái họ Lương chị ơi, 18 cân thì vừa đấy, 18 cân nhưng cái form như thế này thì vừa nhá. Bởi vì nó còn giãn nữa này. Đấy. Đây nhá các chị nhá. Đây màu nó chỉ có 9 màu thôi. 9 màu thôi.
Em cứ lên đi lên lại các màu cho các chị xem nhá. Em cứ lên đi lên lại các màu cho các chị xem, còn các chị lại chốt size nhá. Còn lại các chị chốt size giúp em nhá. Inbox chốt size giúp em nhá. Size thì 8 đến 16 cân đây, em nói là size cho cô bé mặc rộng rãi nhá. Các bé rộng rãi đấy. Còn ví dụ như chị họ Lương thì 18 cân nó em cũng bé cũng mặc vừa đấy, nhưng mà nó sẽ không được thoải mái lắm. Nói chung là mình sẽ lên dừng lại 16 cân cho các bé thoải mái thôi ạ. 5 tuổi à chị? 5 tuổi thì thôi chị ạ, 5 tuổi thì chắc không vừa đâu. Tại vì các size bé này thì thường cái bộ cotton giấy này ấy, các bé mặc rơi vào tầm 3 tuổi thôi. Tại vì những cái hình này 5 tuổi mặc trông cũng trẻ con quá. Các bé bé, bé tin tin mặc thì đẹp hơn chị nhá. Đây ạ, bộ tranh nhá, em cứ lên lại các mẫu nhá. Đây ạ, xương rồng nhá, xương rồng bé trai này, xương rồng bé trai này 8 đến 16 cân nhá. Cá bé gái 8 đến 16 cân. Em đang xả đồng giá 35 nghìn nhá. 35 nghìn hàng Quảng Châu đấy ạ. Hàng Quảng Châu chuẩn xịn nét nhá. Tăng mác đây này. Chứ không phải là hàng chuẩn Quảng Châu nhá. Đây ạ, bộ tranh gấu 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 Mickey, Mickey nhá, Mickey ạ. Hàng Quảng Châu 35k nhá, hàng Quảng Châu 35k, size từ 8 đến 16 cân. Vịt vàng ạ, vịt vàng nhá, vịt vàng con này xinh này, con này xinh dễ mặc này. Trai gái mặc được hết, trông nó vừa nổi vừa yêu luôn. Size từ 8 đến 16 cân ạ, 8 đến 16 cân các chị nhá. Gấu đây ạ. Gấu với cả hiêu hiếc gì ấy. Đây, 8 đến 16 cân. Các chị ơi, mùa hè mặc bộ này mát cực kỳ, nó nhẹ lắm, nó nhẹ mảnh tèo luôn ấy. Cái bộ này không biết có đến nổi đến một hoa không. Nó nhẹ lắm. Mặc sướng lắm, mùa hè năm nay nóng lắm. Phải chọn những cái mẫu như này cho bé mặc này. 35k đấy ạ, 35k nhá. Mặc giá các bạn đổ xỉ cho hàng Quảng Châu đấy, hàng Quảng Châu nhá. Còn bộ thỏ hồng nữa này, đấy. Thỏ hồng nữa nhá. Em hiện tại là có ngần này mẫu rồi, 9 mẫu này thôi nhá. Hàng Quảng Châu nó cũng không ra nhiều mẫu như là 15 đâu. Size từ 8 đến 16 cân nhá. Các chị nào mà chốt cái màu gì thì inbox cho em nhá, kèm số cân nặng luôn. Em chỉ lên lại một lần mẫu này nữa thôi, xong rồi em tắt like nhé. Tại vì nó chỉ có một vài mẫu như này thôi. Đây ạ, nhá. Size đủ cả nhá. Chị nào ưng thì inbox cho em nhé, ưng thì inbox cho em nhé.